Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh gì mới vô chửi ông nội. Ngu cờ mờ cũng đòi đi rừng. Ngu gì ba? Trời ơi. Tết kin thì ra normal mà Tết. Ô cái pha nãy tôi giả bộ chơi ngu. Ngu mà bạn tưởng tôi như ngu thiệt hả? Cái pha nãy là mình giả bộ chơi ngu nha mọi người. Nhưng mà anh bạn Lorien thì anh ta không thấy được điều đó. Anh ta nghĩ là mình chơi ngu thiệt thôi mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ chơi về con tướng Willen với cái bộ trang phục mới. Đó chính là bộ trang phục Hoàng Kim Sói Vương. Bộ trang phục này nó chỉ có trong cái vòng quay chặt cu ấy lộn, trong cái vòng quay chắc cú mà thôi đúng không ạ? Grizzik, đó chính là tàn hình tập thể. Bạn vật hấp dẫn Grizzik, anh ta xoáy được ba người. Mập bắt đầu kéo nhưng đó là bao thương của Loren. Grizzik giết được một người rồi. Mập anh ta đang bị đe dọa mặt tính mạng, anh ta còn một giọt máu, anh ta đang nằm xuống. Lốc chân không của Splash được xoáy ra, nó không tạo ra một hiệu ứng gì quá nhiều ngoài cái việc clear được lính mà thôi. Rồi lụm một mạng, lui về phần rừng và tiếp tục farm thôi nào. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về cái việc chặt cu đi nha. Nói qua sơ một tí về cái vòng quay chắc cú đi mọi người. Thì cái tên các bạn cũng biết đó. Anh em quay được 10 vòng thì chắc chắn rằng mình sẽ nhận được cái bộ trang phục này ha. Đang ăn cho mình con bộ. Con nhỏ Eri nó lao vào một pha long kiếm, chúng ta bọc ra cho mình con xanh xanh né được một pha bọc phá nha. Chạy được không à? Lưới từ trường cô lơ đang nhảy tới một pha tỉnh điện, mình kết được cho mình con bùa rồi. Eri cô ta đang bị hăm dọa, cô ta sẽ phải trả giá bằng chính cái cơ thể của cô ta. Cô ta sẽ phải lên bảng điểm xuống, vấn đề là thời gian mà thôi. Cô ta đã phải nằm xuống rồi các bạn ạ. Đó chính là cái kết cho cái việc cướp bóc ha. Lượng máu của mình cũng không còn nhiều nhưng không sao cả. Với cái việc đi rừng và khả năng hồi phục đến từ chiêu cuối của con tướng Willen là đủ để cho mình có thể tiếp tục ngự trì và farm rừng tiếp nào mọi người ạ. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về con tướng Willen đi ha. Thì như bạn biết đó, để có thể phát huy được sức mạnh tối đa con tướng Willen, yếu tố quan trọng đầu tiên là mình cần phải đánh lén, mình cần phải đánh phía sau lưng. Thì như vậy cái nội tại nổ chí mạng của Willen nó mới được phát huy đúng không ạ? Grizzik đang gặp nguy hiểm nha. Bạn bật hấp dẫn, anh ta đi quay với ba người, anh ta sẽ phải nằm xuống đây. Anh ta nằm xuống, anh ta dùng quá nhiều chiêu cuối đây, nó tạo thành một cái đồ binh điện tử. Elendor là người đầu tiên gục ngã rồi, ai sẽ là người thứ hai đây? Lốc chân không được xoáy ra, Mập là người thứ hai, Splash là người thứ ba và Flash là thành viên cuối cùng. Quy xuống, 1-4, quá có lời dành cho tụi mình rồi. Thừa thắng xông lên, ăn luôn con dơi thủ về. Nhưng mọi người, mình đủ tự tin để có thể làm được điều đó. Nhưng tự nhiên, tay mình nó ra mồ hôi nhẹ nhẹ một phát. Cho nên mình lựa chọn cái giải pháp là tạm thời lui về và tha cho con dơi ở thời điểm đó và tặng con dơi cho cô nàng Eri. Chứ không phải là vì máu của mình thấp hơn nó rồi bắt đầu cái mình sợ, mình lui về nha mọi người. Không phải là trường hợp đó. Trong từ điển của mình không bao giờ có hai từ sợ hãi nha anh em. Đó, tại vì cái tay mình ra mồ hôi đó, rồi bắt đầu lao mồ hôi tay xong rồi nè. Rồi, ra thăm chiến tiếp thôi nào. Cái thủ thuật thứ hai quan trọng của con tướng Willen này đó chính là cái chiêu hai rõ mệnh. Khi bạn đã đặt chiêu ấn lên đối phương nào rồi đó, nếu có thể trong cái phạm vi tấn công, hãy tấn công lên đối phương đó. Bởi vì khi mà bạn tấn công lên những đối phương đang bị dính dấu ấn á, thì họ sẽ bị làm chậm nhiều hơn và cái sát thương mà họ gây ra lên mình á, bị giảm đi một phần nào đó. Vì vậy nó sẽ giúp cho cái khả năng, cái chất tướng con tướng Willen được phát huy nhiều hơn. Đó, anh em cần phải lưu ý những cái điều như vậy khi các bạn chơi con tướng Willen. Yếu tố quan trọng vẫn là đánh lén, yếu tố quan trọng vẫn là lựa chọn mục tiêu, xạ thủ và pháp sư nha mọi người. Rồi, bây giờ đã là 6 phút rồi và mình chỉ mới giết được 2 mạng mà thôi. Hy vọng rằng với những cái pha thể hiện ở trước đó có thể một phần nào đó thay đổi cái góc nhìn của anh bạn Loren. Loren phóng ra chiêu cuối, lững lơ được The Blast rồi. The Blast gục ngã nha, Bushfly của ta đang bị co cụm lại, của ta dùng cho mình chiêu cuối. Đó chính là bạn vật hấp dẫn xoáy ra, mập địch anh ta dùng cái chiêu cuối dùng để làm gì đó. Nó cho đây làm mấy con chó này thì chỉ quên xin lỗi mọi người nha. Mấy con chó nó thường xuyên sủa khi mà nó thấy tôi sủa, lộn, nó khi mà nó thấy tôi nói chuyện. Bây giờ đã là 8 phút 20 giây rồi và các bạn có thể thấy được rằng con tướng Willen nó đang được refarm và cái thời điểm chín mùi về mặt sức mạnh của con tướng Willen nó đang đến. Anh em có thể thấy được rằng trong cái game ngày hôm nay nó có sự kết hợp của con tướng Grizzik. Giữa con tướng Grizzik và con tướng Willen này khi kết hợp lại với nhau đó thực sự là một cái cặp bài trùng các bạn ạ. Tôi cảm giác được rằng khi có con tướng Grizzik bật cái chiêu cuối lên thì cái khả năng tàn hình của con tướng Willen nó được upgrade lên rất là nhiều. Các bạn có thể thử trải nghiệm nha. Hãy thử tưởng tượng đi, khi mà con tướng Grizzik nó bật chiêu cuối, ở thời điểm đó chúng ta sẽ được tàn hình. Và khi cái hiệu ứng chiêu cuối đến từ con tướng Grizzik nó gần mất rồi á, đứng gần mục tiêu rồi, thì mình sẽ bật cái chiêu cuối con tướng Willen lên để mà có thể truy sát những thành viên của team bên kia. Cái khả năng ẩn đột con tướng Willen nó được phát huy lên rất là nhiều và khiến cho team bạn bị bất ngờ giật bóng về. Phi đẹp đẹp quá bạn ơi, lại là 5 mạng rồi nha. Tự tin bay bằng trụ của một pha tốc biến ra bên kia một lần nữa. Flash lui về hành trình siêu tốc, lốc chân không được xoáy ra, nhưng lượng máu ta khá là yếu, ta còn như mình tốc biến nhưng tốc biến cũng không chạy được luôn. Đạn xuyên thấu con đèn vào led lại tiếp tục là 6 mạng nữa rồi. Khả năng trân truy sát là quá dữ. Vô con nhỏ Eri nó định đẩy lẹ các bạn ơi. Một tia hy vọng đang lóe lên. Tia hy vọng này sẽ bị dập tắt ngay bởi vì cô ta thấy được rằng cái tín hiệu nguy hiểm và cô ta đã bê về ngay rồi các bạn ạ. Ok. Chia sẻ luôn. Thì anh em thấy đó, cái con tướng Grizzik, anh ta mang tên là có một cái tên mà tôi không biết là anh bạn này là anh bạn đã xem kênh địa tứ rất là lâu rồi.
thì hôm nay có một cái sự song hợp với nhau. Thì anh ta đặt một cái tên mang tên là Bốn Ngôn Lù. Tôi không biết là cái tên này là cái tên từ trước tới giờ hay là tại vì cái game này có sự kết hợp với tôi, anh ta đặt cái tên này Bốn Ngôn Lù. Anh em đừng bao giờ đọc ngược lại, bởi vì nếu như mà các bạn đọc ngược lại nó sẽ là Bốn Ngu thôi. Nhưng mà chuyện đấy của tụi mình bỏ sang một bên đi ha. Mặc dù con tướng Eri nó chạy khá chi là nhanh với những lần chiến vũ đó, nhưng cũng không thể nào chạy thoát được cái cặp bầy trùng Willen và cái con tướng Resist được. Anh em có thể thử trải nghiệm cái cặp bầy trùng này nha. Team bạn đang có cho mình con tướng Supply, có luôn cả mập địch, nhưng mập địch không hiểu sao nó không lên mắt. Chắc là nó đang khi dễ cái khả năng tàng hình, thường thường tôi thấy như vậy. Như những bạn chơi game thì khi gặp những con tướng tàng hình đó, họ thường không có chú trọng lắm, trừ khi trường hợp là nó đã trở nên quá xanh xao thì họ mới lên mắt mà thôi. Còn nếu như mà chơi bình bình thôi thì họ sẽ lên cho mình cái cởi trói để tạo ra được một cái sự thoải mái cho team khi mà đánh nhau. Vì cái phần combo con tướng Willen ắt hẳn rằng ai cũng biết đúng không ạ? Dùng cái chiêu cuối ra để tạo bất ngờ, sau đó dịch chuyển chiêu hao tới ở phía sau lưng con mồi, rồi dồn sát thương bằng chiêu 1. Đó, nó là như vậy đó mọi người ạ. Đây là một cái thế mà xạ thủ của tụi mình đã bị mất rồi, nhưng không sao cả, xạ thủ không phải là cái carry. Carry trong ngày hôm nay là cặp bầy trùng giữa con tướng Grisic và con tướng Willen. Grisic vừa bật cái mở rối, nó giúp cho mình thoát khỏi cái pha nuốt chửng của mập địch nha, rất là hay. Ẩn sát đang có, quẹt, sát thương nổ quá dữ đi các bạn ạ. Quá dữ luôn. À xin lỗi mọi người nha, hổm gầy đệ tứ đăng clip hơi bị trễ đúng không ạ? 2-3 ngày thì đó mình mới đăng một clip. Thì hổm gầy mình bận đi học anh em ơi, hổm gầy mình bận đi học. Thì bây giờ mình đã học gần xong rồi thì cái việc mà sản xuất clip mình nghĩ rằng nó sẽ thường xuyên hơn đó. Thì hổm gầy mình học cái này nè, mình khoe với các bạn một tí, anh em đừng có kể ai nha. Nè. Đã có màn biểu diễn khiến nhiều người ngạc nhiên. Dùng bộ phận sinh dục để nâng tạ. Để minh chứng cho khả năng đặc biệt này, mới đây anh Nam đã biểu diễn pha nâng tạ trước sự chứng kiến của nhiều người. Đó thì hổm rày mình với Đức Cống đang học cái bộ môn đó mọi người ạ. Đức Cống là cái thằng mà nó editor, là cái người dựng clip cho cái kênh này đó. Ôi mà mình quay trở lại cái đoạn game đi ha. Hiện tại đã là 12 phút rồi và các bạn có thể thấy được rằng cái sự biến thiên về mặt sức mạnh của team đội xanh mình nó đang vượt trội rất là nhiều. Và mọi cái nguồn tài nguyên trên bản đồ nó đang thuộc cái quyền cai trị của tụi mình. Tụi mình đang nắm được cái quyền chủ động đó, tụi mình sẽ cùng nhau coi coi team đội đó bên kia họ sẽ có những cái pha thể hiện ra làm sao để mà có thể đối đầu, để mà có thể tạo ra một cái kỳ tích gì đó cho một cái trận game lật kèo hay không. Mập là người đầu tiên nằm xuống rồi, sự đi lẻ tẻ với nhau nó đang khiến cho họ bị mất đi về mặt lực lượng. Ba thành viên nằm xuống, triple kill mang về cho con tướng Willen vẫn còn đầy máu. Chơi chung với ông nội Bốn Ngôn Lù này hay thiệt. Bốn Ngôn Lù là một cái người mà đã theo dõi kênh đệ tứ rất là lâu rồi, cho nên ngày hôm nay mình mới có một cái sự song hợp với anh ta mọi người ạ. Đó, nó là như vậy đó. Rồi, tà thần Zeza đang được tụi mình ăn, đã chính thức có được con tà thần Zeza, có được luôn cả cái giáp hộ mệnh, nó giúp cho mình có khả năng tự tin hơn cho những cái pha băng vào đây. Đây sẽ là một cái pha băng trụ, hy vọng rằng mình sẽ đạt được những cái danh hiệu Walla Kill hoặc là Mega Kill gì đó với con tướng Willen. Chúng ta cùng nhau chờ đợi nào. Một tí sát thương nữa, dịch chuyển tiếp tục là lửng rơ. Rồi, đây sẽ là án tử dành cho team bạn. Liệu rằng kỳ tích có xảy ra hay không đây? Flash đang dùng tất cả sức bình sinh của mình để mà có thể tạo ra được một cái pha đột biến, nhưng không có cửa luôn nha. Hai thành viên gục ngã, những cái pha phi điệp, những cái pha điệp vũ của anh bạn Elendor cũng không thể nào tạo ra được một cái khả năng biến ảo quá nhiều. Chúng ta vẫn còn đầy đủ lực lượng, Vaulet chỉ còn 50% lượng máu mà thôi. À, mập có một pha tỏa sáng ghi kìa, nhưng nó vô tác dụng rồi nha. Lững lờ bảo từ trường được triệu hồi rồi, nhảy băng trụ long kiếm của đàn Eri. Eri tiếp tục đu bám của ta, dùng cái phi tiêu để có thể chọt vào đích của Willen, nhưng nó vô tác dụng luôn. Con rồng tiên phong monitor vẫn còn ở nơi đó, và đây sẽ là cái kết dành cho tiền bạn đây. Sắp rồi, rồi win rồi mọi người ạ. Một trận game rất là dễ dàng với sự hỗ trợ của Bốn Ngôn Lù khi cầm cho mình con tướng Krizik cùng với con tướng Willen. Anh em có thể thử trải nghiệm cái bộ combo này. Hiện tại là 14-1 rồi ha. Hy vọng rằng anh bạn Lorien sẽ thay đổi một cái góc nhìn và không bao giờ khinh thường người khác quá sớm. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video vào lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy tặng cho đệ tứ một lượt like, một lượt comment và nhấn nút đăng ký để giúp cho mình có thêm động lực sản xuất nhiều video nha mọi người. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.